Ba sản rồi. Ba sản rồi. Ba sản rồi. Nhỏ nhớ hư lắm đó chị lắm rồi sao địch dữ. Người ta nói con hư tại mẹ, con địch nhiều là tại bà. Tao nhớ rồi chị, rồi nhỏ tao hư, tao ém lúc đích rồi chứ lắm rồi đầu có đầu địch chứ. Không gì, trời, tao đang quay clip mà nói nấu gì đâu không. Nhớ rồi nhỏ là tao hư đồ ấy, đồ dữ lắm mà sao giờ trống lúc đích. Cái ghế nằm im vậy mà mày không chịu mới chịu à. Mày ơi, tao nằm cái thường cái ghế sang nó nằm đau lắm. Mình mua cho bà Út cái ghế này, bà nó cái ghế này bà nằm không yên miếng nào đó, nó không chịu, mua ghế khác. Ghế vậy mà không chịu, không la đau lưng. Ghế vậy không có niệm gì ra không? Trời ơi, ghế là ghế, niệm là niệm chứ. Dạ, ghế à, ta phải có niệm rồi nằm ở đâu lên chứ. Ăn hamburger cho tiên. Ăn hamburger cho. Hello, cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em mình nha mọi người. Chào mọi người. Hello, chào mọi người. Ai mượn? Kệ, ai kêu quay ngay mặt tao chị. Phải chào mọi người tiếng chứ. Lỡ chào, có công chuyện cho mẹ luôn nè. Gì? À, giúp chút phát xuống giúp vé được rồi. Kiệt mới vừa nghĩ ra một cái ý tưởng để bút phát nha mọi người. Giấc này trưa rồi nó chưa xuống. Chừng nào xíu nữa xuống tới à. Ăn. Này thì gia đình tụ họp đông vui của ta. Trời nắng qua đây thì ta túng cho mát. Ở trong nhà này tiền kế còn nực dữ hơn nữa. Nghe con gió mẹ ơi. Gió giờ nóng nực ôi bức quá rồi. Sao giúp được không? Ờ, đó anh gì? Giúp nó gì? À, nói chung là để ok mọi người. Kiệt mới nghĩ ra cái màn tròn mình phát nha mọi người. Thì nó chưa xuống. Để Kiệt phổ biến cái màn tròn cho mẹ Kiệt cái gì. Bữa nay mà tròn cho lại vô mày tròn. Bữa nay bảo đảm mà vui luôn. Mày tròn yếu quá nó đâu có sợ. Mày tròn như tao tròn cái thằng gì. Gì quên mẹ rồi. Thằng Di mới xuống làm mấy bữa, hai bữa mà tròn nó chạy mất tiêu luôn ha. Tròn gì dập tiêu tròn gì? Bữa tròn mà nó vô rồi đợi với bạn tròn nó nó tròn tao mà tao hù nó chạy luôn. Bữa nay bà cho bà hôm nay lâu rồi bà không quýnh ai phải không? Đúng không? Từ khi ấy từ khi mẹ quýnh con tới giờ là mẹ đâu quýnh ai nữa đâu. Cho tao tấm dây hiền đi mà cho tấm dây dữ hoài. Tại... mọi người mẹ nghĩ mà hiền ngã nè, mọi người nghĩ coi mẹ Kiệt hiền hay không? Comment hiền hay dữ comment nha mọi người. Tối cuộc đời chứ. Tối ngày comment. Chứ ăn hiếp mình không à mọi người. Ai cũng hiền tối ngày cũng. Rồi tắt máy đi à, bàn xuống. Rồi để mình tắt máy cái mình triển khai ý tưởng cho mẹ cái nha mọi người. Mọi người chờ phát xuống bữa nay mình quốc mình phát cứu gì mọi người đón xem thì, nha. Trưa nay cho nó tắm mưa, tắm nước thì trưa đang nắng nè. Cho nó ăn chổi được không? Thôi. Sao kỳ vậy? Trưa nắng là cho nó tắm nước đi cho nó con nghĩ ra cái màn con ăn chổi vậy mà kêu tắm nước. Dạ. Nhưng giờ trưa nắng mà cho nước nữa thì nó mát rồi con vậy cho nó vậy. Được, lại cho nó đây ha. Vậy thôi được tối. Mình xin thiệu mọi người con game là Kwin 68 đến từ nước ngoài khá là uy tín luôn. Con game này có rất nhiều sự kiện luôn, có sự kiện gì mới nó sẽ nằm ở phần thông báo nha mọi người. Còn hiện tại thì đây mình có sự kiện ngày đó là báo danh, mỗi ngày các bạn báo danh thì các bạn sẽ được nhận tiền nha. Phần Xu chia sẻ thì mình chia sẻ lên Facebook thì các bạn sẽ được nhận ngay 3.000 đồng. Còn phần gift code các bạn thể nhắn tin được link với phần mô tả nhận gift code bạn dán vào đây để các bạn đổi quà. Ngoài ra màn hình chính nó sẽ có rất nhiều sự kiện là VIP club. Đó, lên VIP cái này lên VIP nhận quà nha mọi người. Đó, sự kiện cây tiền, nhận rìu mình chặt cây, nó nhận thưởng. Sự kiện vòng quay, tích lũy điểm mình quay về thưởng nha. Nói chung rất nhiều sự kiện luôn. Còn phần nạp tiền thì em có thể nạp qua 6 cổng nha, thẻ cào, mobile, Zalo Pay, Viettel Pay, QR Banking, iBanking. Nói chung nạp siêu tốc luôn trong vòng 30 giây thôi. Còn phần đổi thưởng thì các bạn chỉ cần nhập số tiền cần đổi và nhập số tài khoản và các bạn nhấn rút tiền rút thôi nha mọi người, khá là nhãn luôn. Đó, bây giờ mình thử vào một tròn thử cho mọi người xem anh. Đây mình thử vào Shippo đi. Tròn này chủ yếu là các bạn chọn trên dưới nha. Bây giờ mình thử cái 200. 5 mình chọn trên đi. 8 này mình chọn dưới. Đó, mình thắng 2 lần liên tục mình nhận nha. Ngoài hình chính nó sẽ có rất là nhiều trò, mình thích trò nào thì mình vào chỗ đó mình chơi nha mọi người. Đó, rất là nhiều luôn. Thì liên tải mình có để phần mô tả nha, mọi người thích thì tải về. Ok, cảm ơn mọi người. Ok, hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em mình nha mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Hello mọi người. Qua làm gì nghỉ mày? Qua đám.
đám mày tối ngày đám không à, ngày nghỉ ngày quay. Dạo này lớn trưởng thành nên đám tiệc hơi nhiều mọi người, kệ mình tranh thủ mình đi, mốt mình cứ vợ mình mời lại quay mà nghỉ không à. Ok không gì mà ok không, bữa nay tao xuống tao có nhiệm vụ cho mày nè. Nhiệm gì nữa, tại nắng nóng quá. Nhiệm vụ gì? Bữa nay chơi lớn một bữa, tròn mẹ tao một bữa. Tại từ khi mày xuống tới giờ mày đâu có tròn mẹ tao phải không? Ừ, tròn đó quá. Cú này hơi căng. Sao giúp được không? Làm cái nghề này hiểu rồi đó, mày giúp sao không giúp? Nhưng lần ngày nào anh cũng nghe em nói làm cái nghề này. Câu xì lô gần của em. Dạ, trong cái chuồng có nguyên hổ trứng gà luôn. Vô mày hốt tao. Hốt làm gì? Hốt ổ trứng của mẹ tao đi giấu. Chứ đừng có ăn luôn nha, ăn luôn qua chửi à. Mày ăn luôn mới VIP chứ. Tôi không ăn một lần mà chửi, ổng chửi muốn banh cái đầu. Làm hết nổ rồi nè. Không, ổ trứng trên đây nó quất hết nổ này rồi. Luôn, gà lộn luôn. Ừ. Quất hết luôn hả? Ừ. Lộn luôn. Báo không à. Ôi vậy tới em cho em ăn đi. Ăn quần què nó ăn bắt chửi tao mày. Bây giờ lấy dấu thôi. Ôi dấu nhẹ quá. Mày giúp được không? Được. Mày muốn ăn luôn không? Ừ. Rồi muốn ăn thì cho ăn luôn. Mà có gì mày chịu nha. Ôi khùng quá. Chứ sao? Đúng không? Hậu quả là tự chịu à. Ôi đâu, để giúp rồi. Cái gì anh em phải có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Chứ mẹ giờ thôi vậy không có đâu, không có đâu. Cái gì thì nếu mà nói vậy cho vậy, vậy phước trước đi chứ chưa. Vậy. Ôi vậy không ăn. Vậy giấu phải không? Ừ. Giấu thì chuyện nhỏ, chuyện nhẹ. Tao để cái ổ trứng này dữ lắm rồi trong cái chuồng của trảnh á. Mày có để không? Ngay trong cái sung á, có mấy cái chuồng đó. Có con gà nắp, con gỗ nó. Chưa để. Năm bảy trứng gì. Anh chỉ em đi. Thì vô cái lòng nó thấy liền à. Rồi xong kể tiếp đi. Thì đó giấu để tao cái chuyện khác để tao. Chuyện khác để anh hả? Ừ. Được không? Rồi giờ đi di chuyển luôn. Hình ảnh mày hốt, lén lén mày hốt đi. Tao quay cho. Đi. Rồi ông Quang làm gì? Anh chứng kiến. Nằm đây cũng được không? Đi chi đông. Đi. Dạ, nằm đây anh chứng kiến mà. Chưa chưa đứng đây nè chỉ cho. Đi. Đây, vô đây. Thấy cái lồng giữa không? Trong đó có ba cái lồng, cái lồng giữa có ba con ổ trứng. Lồng có cái lỗ không? À, đó. Ừ. Ừ. Có như là 5-6 trứng vậy mà lại coi. Rồi sao nữa? Thì mày vô mày chập đi, mày lấy. Bà Út bà. Bà đâu có, bà đâu trong nhà mà sao biết được. Bà đâu biết được, bà ký đầu em chết luôn. Lấy đi. Hé, mày đi tay. Bà đâu, bà bột. Trong nhà gì á. Để chưa mình nấp đi, tao quay đây. Tao quay. Lấy đi. Ừ. Nguyên ổ trọng 5-6 trứng lận. Lẹ. Lấy đi. Tốc độ. Rồi. Mày xong rồi. Mày á, con gà đâu?
Mẹ quýnh chổi bóp 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 bóp. Nó trùng nhổ đường đất ra ngoài nè. Mẹ quýnh bóp 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 bóp. Chổi chổi. Chổi chổi. Quỷ lọ. Chổi chổi. Chổi. Chửi, chửi. Chửi. Nhỏ kìa con. Chửi. Vậy? Bộ đi xuống đây đi con. Nắng rồi mà kêu nó lên đây. Chơi 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 gì chơi mất dạy hả? Gần vậy. Chơi gì chơi mất dạy hả? Hả? Chơi gì mất dạy? Sao hổ bà biết em ấy vô mà bà quýnh em. Mày hỏi bà chứ sao mày hỏi tao? Xuống con á. Mày hỏi bà sao mày không hỏi tao? Hỏi Hoàng em Hoàng làm chứng em Hoàng. Ủa cái gì? Xuống gì trời? Ôi anh. Anh làm gì vậy? Ôi mẹ, ngay mày tự động mày đi răng cắp gà của tao, mày đổ thừa người này xuống. Ê, gà quá lấy anh gì vậy? Ôi, anh đừng có qua trận. Trời ơi, chưa ngủ mà la quá. Hồi nãy, có quay cái đây nè, kêu con đi. À, mày. Thôi mày chịu nhận đây. Thôi, tao con nào giờ con. Trời ơi, nhìn con vậy mà đi răng cắp. Mày không có tiền, mày nói em mày đi hốt con gà tao tính nhậu hay vậy? Đây, con mới xuống. Hả? Con mới xuống chị với Hoàng ngồi đây nè. Anh Hoàng làm chứng với em coi. Mày về em mày rồi đó, gà đá, gà có mốc không áp mà lấy làm gì? Hên á, mẹ nó phát hiện không ấy là mày lấy rồi. Hên là tao vừa đi ra mẹ. Tao mất Hoàng. Mà rước càng nghĩa nó làm hết ổ rồi, em tính làm nữa hả chị? Làm đẻ đây làm hết ổ rồi nè. Mà con có làm cái gì đâu, quỷ kiệt. Mày đòi lượt ăn nữa kìa. Thôi mệt quá, mẹ lên đi mẹ. Trời ơi, bộ mày ấy. Làm gì? Ủa mà sao bộ không biết? Sao không biết, tao với bà rèm với nhau sao không biết được. Tức gì đâu ơi, ba tức. Quýnh đạo. Chổng đầu nó đổng rồi. Hồi nãy sao không nhận đậu vô chổng luôn. Mà nó la quá, chứ tao thấy cái vỏ đang đùi vậy, đứng láo luôn. Chổng mà chịu tội nghiệp nó chịu kìa. Trời ơi, tật nghỉ. Đó, thấy không, thấy tai nạn chưa? Hôm qua làm gì không làm? Hôm qua con nói là con đi đám chứ phải là con không muốn làm. Đúng không? Em mất mặn chứ không nghĩ cho mày thấy à. Nhưng mà cái vụ này là sao? Đi bỏ quýnh con. Quýnh lâu lâu mày không mà nghĩ mặn mày à. Mày không bóc trước mày tới chừng ngần mày quay mày đó mày cho mày vậy đó. Quỷ mày kiệt. Mày bỏ tật. Già cái đầu mày chơi ngu. Chơi ngu gì? Cũng có ngày à. Chơi ngu. Còn anh Hoàng nha, anh nhớ nha. Không biết gì đâu. Anh nhớ bữa nay nha. Anh nhớ bữa nay hồi hôm qua em hôm kia em dẫn anh đi ăn hủ tiếu không. Em cũng ấy mà giờ anh vậy thôi anh không biết vậy đâu. Còn bốt thôi bốt bốt thôi đừng nói mọi người đừng nói gì nữa. Mọi người tất cả là em bị gài. Người gài em. Gài rồi. Quýnh quýnh chết luôn. Cái đó là tức vậy mà cái đòn roi của đời á biết không. Cái đó gọi là ngu chết chứ bệnh tật gì phải không. Giọng ngu thương. Gì bệnh chết. Giọng thứ. Sao rồi sao? Mày làm gì tao? Tức thì kiếm cái chơi tao cho đỡ tức đi. Ăn đấm không? Ok mọi người. Chơi chạy. Quá cái liên tục luôn. Chạy tích xuống rồi. Thôi ăn khỏi đi. Tức. Vui lắm. Thôi ok mọi người. Mình xin máy bay mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người những video sau. Đâu đây chỗ xuống cho biết gánh khổ. Mày hả nhái. Bye mọi người. Chào ngu. Bye mọi người.